Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với Hồi ức Thời Chiến, kênh chuyên kể về những câu chuyện thăng trầm của lịch sử. Anh em xem là thích, click là nghiền. Anh em thân mến, với quyết tâm dạy cho Việt Nam một bài học, Trung Quốc đã mang tất cả mọi thứ của nhà trồng được sang để đánh Việt Nam. Không chỉ huy động 60 vạn quân cùng hàng trăm xe tăng, xe bọc thép, hàng ngàn khẩu pháo, mà thâm độc hơn, Trung Quốc còn cắt cử ngay một lực lượng trá hình, đóng giả bộ đội Việt Nam. Không chỉ ăn mặc giống bộ đội của ta, mà chúng còn phải nằm lòng tiêu chí là dựa vào dân của bộ đội Việt Nam. Thế nhưng thì vỏ quyết giày có móng tay nhọn anh em ạ. Trung Quốc có bày mưu tính kế như thế nào đi chăng nữa thì vẫn bị quân ta phát hiện và chúng đã nhận cái kết không thể nào đáng hơn. Về câu chuyện lính Trung Quốc trá hình bộ đội Việt Nam diễn ra như thế nào, số lính này đã phải nhận cái kết thê thảm ra sao khi dám đóng giả bộ đội Việt Nam, tất cả anh em hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Anh em thân mến, sau đây là lời khai của Lưu Phi, 23 tuổi, quê Nà Thiêm, Quảng Tây, là lính lái xe tăng của Sư đoàn 80, quân đội Trung Quốc, bị bắt sống ngày 20 tháng 2 năm 1979 ở Cao Bằng khi xe tăng số hiệu 76 của hắn bị bắn cháy. Bọn trên xe chết hết, chỉ còn tên này là sống sót. Các chiến sĩ biên phòng đã rất tử tế băng bó cho hắn và đưa về hậu cứ. Tại đây đã diễn ra cuộc đối thoại rất chí tình giữa hai chiến tuyến. Bộ đội Việt Nam hỏi, sư đoàn anh do ai chỉ huy? Nhiệm vụ khi vào Việt Nam là gì? Thưa sư đoàn, tôi là Sư 80, bộ đội cơ động trung ương. Trước đây Sư 80 đóng ở phía Bắc, từ đầu tháng 2 được điều xuống phía Nam. Khi đến cách biên giới khoảng 20 dặm thì dừng lại. Trung đoàn trưởng chúng tôi cho biết là đi mở đường đánh vào Việt Nam rồi về. Tại sao xe của anh lái có những 8 người ăn mặc khác nhau? Theo biên chế trên mỗi xe tăng chỉ có 4 người, nhưng sư đoàn tôi có mỗi xe có 8 người. Họ được bổ sung lên khi xe còn cách biên giới 5 dặm. Họ đã chuẩn bị sẵn sàng. Khi xe đến, có chỉ huy đứng sẵn gọi tên từng tốp lên xe. Số lính này hoàn toàn mặc trang phục như bộ đội Việt Nam. Chúng tôi được giải thích, đó là những chiến sĩ thám báo. Chúng ta cần giúp họ trá hình dưới nhiều dạng để vào Việt Nam hoạt động. Anh có biết gì về những người lính trá hình ấy không? Khi ngồi trên xe thì tôi có làm quen với một người trạc 45 tuổi. Anh ta khoe là trước kia là thợ cắt tóc ở thị xã Cao Bằng. Khi tổ quốc gọi về, anh ta cùng vợ con qua biên giới từ cửa khẩu Hữu Nghị. Sang đến Bằng Tường thì anh ta được tách riêng, vợ con lên tàu đi đâu không rõ. Anh ta được dẫn quay lại giáp biên giới Cao Bằng, gặp lại nhiều người quen. Họ được tổ chức thành các trung đội, đại đội dân binh, học tập tài liệu phổ biến là nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc Trung Hoa vĩ đại. Luyện tập quân sự, học cách thu thập tài liệu, móc nối liên lạc, ẩn giấu và nằm vùng. Khoảng 5 giờ chiều ngày 16 tháng 2, một chỉ huy tập trung họ lại và tuyên bố: từ nay các anh không còn là dân binh nữa, các anh đã trở thành chiến sĩ an ninh, cần trở lại Việt Nam xâm nhập hậu phương, hỗ trợ cho bộ đội Trung Quốc đánh vào. Mỗi nhóm gồm hơn 100 người, ăn mặc như các ông. Theo kế hoạch thì khi qua biên giới gặp dân Việt Nam, họ sẽ đứng lên vẫy tay, chào để mà xe đi qua chót lọt. Khi quân đội Trung Quốc chiếm xong khu vực đã định hoặc là có lệnh thì những người lính thám báo ấy sẽ giải ra, thay trang phục dân thường để trà trộn vào hoạt động trong các khu sơ tán hoặc xa hơn nữa. Còn nhiệm vụ chính của đơn vị tăng 80 là gì? Sư đoàn 80 ngoài việc đưa những người lính thám báo đó đi thì nhiệm vụ chính vẫn là đánh mở đường cho bộ binh tiến lên để trừng phạt Việt Nam. Vì thế các chỉ huy cho phép chúng tôi bắn phá tự do, lấy lương thực và gia súc, gia cầm dọc đường để mà tự túc tiếp tục đánh nhau. Nếu bị đánh bật trở lại thì sao? Cấp trên chúng tôi không nhắc đến trường hợp này, nhưng mà tôi nghe được lính thám báo trao đổi sẽ quay về Trung Quốc khi có lệnh, vẫn mặc nguyên trang phục như lính Việt Nam, sẽ có người tiếp đón và đưa đi quay phim, chụp hình cảnh Việt Nam tấn công vào khu dân thường Trung Quốc. Nay được sống sót, anh thấy tình hình như thế nào? Tất cả đều bị đát, 32 xe tăng của Sư 80 bị tiêu hao dọc đường vào Cao Bằng, lính chết nhiều. Khi bị bắt thì tôi mới biết 4 người lính thám báo trên xe đều bị bắn gục ngay tại chỗ, còn bị xe sau đi cán lên. Các anh định ở lại Việt Nam bao lâu và sao mang ít lương thực như vậy? Nếu tính lương thực mỗi người mang theo thì chỉ đủ cho 4 ngày. Chỉ huy bảo với chúng tôi là trước khi hậu cần đến thì phải biết dựa vào dân. Có hai chỗ dựa, số người Hoa bấy lâu nay không hòa hợp chính quyền Việt Nam và số người Việt bất mãn. Thứ nữa là bắt cán bộ để buộc họ dẫn đi lấy lương thực. Anh thấy cả hai điều đó có đúng không? Chỉ một phần, số người Hoa ra đón tiếp hay làm chỉ điểm cho chúng tôi không nhiều, còn cán bộ các ông rất khó bắt sống. Lương thực thực phẩm là đi lấy dọc đường chứ không có ai cung cấp cho cả. Cuộc đối thoại đã được phóng viên Phạm Xuân Lục, báo Quân đội Nhân dân ghi chép lại. Có thể thấy là nhiệm vụ chủ yếu của đám lính trá hình bộ đội Việt Nam chính là đánh mở đường cho bộ binh tiến lên trừng phạt Việt Nam. Vì thế chúng bắn phá tự do, lấy lương thực và gia súc, gia cầm dọc đường để mà tự túc tiếp tục đánh nhau. Đó là cách dựa vào dân mà chúng đã tự nghĩ ra. Vậy nên mới tạo ra đám lính chỉ biết cướp bóc, phá của, giết hại dân thường. Và rồi chúng đã có cái kết không thể nào đáng hơn khi bị bắn vào xe,
và duy nhất chỉ có một tên sống sót. Và nhờ vào những lời khai của hắn, chúng ta mới biết quân Trung Quốc là thâm độc như thế nào. Thậm chí chúng còn sẵn sàng mặc quân phục Việt Nam để quay phim chụp ảnh, tạo hiện trường giả để dựng cảnh Việt Nam tấn công vào khu dân thường Trung Quốc. Quả đúng là thâm như tàu, anh em ạ. Và để hiểu rõ hơn về quân Trung Quốc trong chiến tranh biên giới Việt-Trung, chúng ta hãy cùng lắng nghe những lời chia sẻ của Thiếu tướng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Mạ Lương, người từng lăn lộn, chiến đấu tại những nơi ác liệt nhất ở biên giới phía Bắc 8 năm, từ năm 1979 đến 1987. Theo tướng Lương, đây là cuộc chiến tranh chính nghĩa bảo vệ biên giới phía Bắc mà quân dân ta đã chiến đấu và chiến thắng quân xâm lược. Chúng ta cần tự hào về điều này, cũng như phải có hành động tương xứng với giá trị của những sự hy sinh đó. Tướng Lương chia sẻ, kể lại diễn tiến của cuộc chiến. Theo ông, từ mờ sáng ngày 17 tháng 2 đến ngày 5 tháng 3 năm 1979, Trung Quốc huy động 600.000 quân. Một cuộc tấn công quy mô lớn gồm nhiều quân đoàn, tập đoàn quân trên dọc biên giới 6 tỉnh phía Bắc nước ta, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng đến Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu. Quân Trung Quốc đã tàn phá nặng nề cơ sở hạ tầng của các tỉnh biên giới, dẹt hại nhiều dân thường vô tội như các vụ thảm sát kinh hoàng ở Kim Quang, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai, hay giết hại 43 người dân, phần lớn là phụ nữ và trẻ em, rồi vứt xác xuống giếng ở thôn Tổng Trúc, Cao Bằng. Trên thực tế thì cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc kéo dài đến năm 1988. Như vậy là chúng ta đã mất 10 năm chống lại sự xâm lược của Trung Quốc. Cũng theo ông, mặc dù quân Trung Quốc đông đảo như vậy, nhưng những từ như là run sợ hay lo sợ chưa bao giờ có trong tư duy quân sự cũng như trong suy nghĩ của người Việt Nam. Người Việt Nam luôn có một tấm lòng bao dung, tinh thần hòa hiếu, khát vọng hòa bình và không bao giờ run sợ. Cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc tháng 2 năm 1979 là một minh chứng rõ ràng cho điều đó, ông chia sẻ. Tướng Lương cũng nhắc lại một điều mà ông thấy lạ là ở quân đội xâm lược Việt Nam tháng 2 năm 1979 là quân giải phóng nhân dân Trung Quốc nhưng lại được trang bị rất kém, ô hợp và hôi của. Khi lực lượng chiến đấu của Trung Quốc đi trước hoặc là chiếm được các vị trí, đường phố thì phía sau là đội quân binh rất đông nhưng lại là đội quân ô hợp, chuyên hôi của. Đội quân đó vào nhà dân vơ vét tất cả những gì có thể dùng được. Trong lịch sử, tôi chưa từng thấy một quân đội của một nước lớn nào phát động chiến tranh lại đưa dân binh đi để mà vơ vét của cải như vậy. Thậm chí họ còn bắt gà, bắt lợn và xuống ao để bắt cá, rồi có thể đặt mìn để phá tất cả, cầu, cống và cả những cây to ven đường. Hành động của quân Trung Quốc khiến tôi liên tưởng đến năm 1945 khi mà quân tàu tưởng sang Việt Nam đi giải giáp quân đội Nhật. Không thể tưởng tượng được là quân đội của một nước mạnh như Trung Quốc lại vô kỷ luật như vậy và hành động của họ là không tương xứng với tên của họ, tướng Lương kể. Thêm vào đó, việc huy động 60 vạn quân đánh vào 6 tỉnh biên giới phía Bắc nước ta với một không gian chiến trường rộng và chiều dài biên giới nhiều km đã khiến họ tổn thất hết sức nặng nề. Chưa có trận đánh nào quân Trung Quốc làm tê liệt nổi một đại đội của Việt Nam. Trong khi đó, bộ đội ta tổ chức những trận đánh tiêu diệt gọn một đại đội của quân Trung Quốc. Ông kể thêm, tướng Lê Mạ Lương cũng nêu rõ, trong kế hoạch của quân đội Trung Quốc, nếu như có thể tiến sâu về Hà Nội thì cố gắng tiến sâu, nhưng đã không một đơn vị nào của Trung Quốc vượt qua được các tỉnh biên giới. Khi không còn chịu nổi thì quân Trung Quốc đã buộc phải rút về nước. Khi Trung Quốc rút, quân ta có lệnh là không ngăn chặn việc Trung Quốc rút quân, không đánh úp. Việc làm này thể hiện tinh thần hòa hiếu của dân tộc ta. Nếu không có lệnh đó thì nhiều đơn vị của ta sẽ chặn đường rút lui của quân Trung Quốc. Việc này sẽ làm cho quân Trung Quốc hoảng loạn và tình hình sau đó như thế nào thì sẽ rất khó đoán. Tướng Lương nhận xét, nếu bị chặn đánh, khả năng sẽ không những giống quân Thanh rút chạy khi bị quân Quang Trung đánh mà còn có thể loạn hơn. Khi đó họ sẽ phải vứt xe, vứt pháo mà băng rừng lội suối rút về nước. Bị tiêu diệt vẫn ôm bao khoai lang. Cũng trong câu chuyện với chúng tôi khi nhận xét về lính Trung Quốc lúc đó, cựu binh Nguyễn Mạnh Hùng, tác giả của bài thơ Bình Độ 400 nổi tiếng đã nêu rõ, đó là đội quân ô hợp nhất mà ông đã từng thấy. Sau quá trình chiến đấu, chúng tôi phát hiện ra là lính Trung Quốc không phải tất cả được trang bị vũ khí, nhiều tên chỉ đi tay không, mà những loại đấy chúng tôi cho là chỉ là bọn đi đánh hôi. Có nhiều tên khi bị quân ta tiêu diệt, tay vẫn còn ôm một bao khoai lang, ông kể lại. Thiếu tá Phạm Văn Quế, nguyên tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1, trung đoàn 2, sư đoàn 3, hiện đang sinh sống tại xã Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội, được đồng đội gọi là thần chiến tranh trong giai cuộc chiến tranh biên giới cũng nhận xét. Quân Trung Quốc lúc đó rất nhát. Cái nhát gan đó không chỉ nằm trong việc không có pháo là không tiến công, mà còn thể hiện ở việc họ không dám đánh ban đêm. Cứ ban đêm là họ co cụm lại. Những khẩu súng trường hay là CKC, tiểu liên mà quân Trung Quốc được trang bị, nếu nói ra thì chỉ dùng cho bộ đội địa phương hay là dân quân tự vệ. Thậm chí nhiều lính của chúng còn không có súng mà chỉ chạy theo để cướp hôi với sự chỉ điểm của lũ gián điệp người Trung Quốc.
chúng cậy đồng xông lên ào ào theo hiệu lệnh của Kèn Tây, nhưng gặp hỏa lực mạnh của ta thì lại chạy rất nhanh, co cụm lại và không hề dám tiến công trực diện, chủ yếu là đánh vòng. Ông Quế chia sẻ thêm. Anh em thân mến, thì cho đến nay, chiến tranh biên giới Việt Trung năm 1979 vẫn còn mãi trong tâm khảm nhiều người Việt. Với nghị lực, ý chí, lòng yêu nước, chiến thuật quân sự khôn ngoan và tinh thần đoàn kết, quân đội và nhân dân Việt Nam đã đánh đuổi được kẻ thù, không để tổ quốc lâm nguy. Chúng ta một lần nữa khiến Trung Quốc phải thừa nhận rằng Việt Nam tuy nhỏ bé nhưng rất kiên cường, còn chúng đã thua một cách nhục nhã. Cảm ơn anh em đã ở lại theo dõi video đến phút cuối cùng. Xin kính chào và...